phán này không bị ngu thì ắt có một luật ngầm rồi. Không biết thằng ăn hại nào giới thiệu luật sư Diệp cho tôi. Mới nhìn đã biết đồ phế thải. Lần trước chị biết khi tôi nhận tội rồi viết đơn thỉnh tội gì đó. Tiền thì ông ta nhận rồi, mà việc thì chẳng được gì hết à. Nè, nói đủ chưa vậy? Bây giờ chỉ phán cô thực hiện lệnh phục vụ xã hội thôi. Nhiều lắm là đi bãi biển lượm rác thôi, còn muốn gì nữa chứ? Tháng trước tôi mới đi spa bổ sung axit, tôi không thể ra nắng. Chưa kể để người khác thấy tôi cầm cây chổi là tôi chết chắc rồi. Nếu vậy coi như làm công tác xã hội, tích chút đất đi. Nếu tôi phải gặp người quen, tôi sẽ suy sụp mất. Cô hai à, người chết thì đi bằng chân. Có muốn mắng muốn khóc gì á, cũng nhìn lại mình trước đi. Đứng trước cảnh sát nói lung tung, không chừng họ phạt cô thêm vài tội nữa. Lúc đó khóc cũng không kịp đâu. Em trai tôi đâu? Hai vợ chồng nó lại tới mà. Cô đãi tiệc mừng hả? Ai cũng phải tới sao? Ai cũng đi làm hết rồi, được chưa? Vậy còn anh, kém cỏi thì nhận kém cỏi đi, bị người ta chỉ trỏ ra lệnh. Đúng rồi, tôi cố tình xin nghỉ tới cô chết chưa đó. Cô mà bị phán ngồi tù là ước nguyện lớn nhất đời tôi đó cô à. Gì đây? Giận rồi hả? Thôi cho cô đánh hai cái nữa. Giúp người thì giúp cho trót. Anh có thể trợ giúp tôi chiến đồ này. Mờ mờ ấm ấm, nói tiếng cảm ơn trước đi. Cảm ơn. Quá dữ. Chồng cô quả nhiên giàu có quá ha. Hèn gì nhìn cô bóng bẩy lèo lẹt như vậy. Thật sự muốn ly hôn hả? Cô nghĩ kỹ chưa vậy? Nếu không có gì gấp thì thử sống tiếp coi ai sống lâu hơn đi. Bạn tôi làm luật sư, cũng chuyên nhận mấy vụ ly hôn đó. Cô nói đi, thử đòi ông một khoản tiền cấp dưỡng, coi bộ cũng khá lắm đó, có đúng không? Nè, sao không dọn đồ đi? Dọn xong thì đi mau lên, mắt ông nhìn vật nhớ người thì khổ lắm. Chà, nè, cô đừng vội nha, từ từ, tôi tự đi cũng được mà. Gì vậy? Của tôi, không được sao? Được chứ, đồ của mình tự phá hư cũng không để cho người khác phá. Bình thường thôi mà. Nè, ăn no rồi về thôi. Bưng cái tivi luôn đi. Tivi hả? Có nặng lắm không vậy? Tivi này là do tôi tích điểm trả thêm tiền mặt mua về đó. Mắc gì để lại cho ổng chứ. Nè, tối nay trận Real Madrid với Barcelona, hay là cho kẻ người ngoài này đi. Được thôi, tôi mở cửa giúp anh. Ủa, anh chị mới dọn tới hả? Ở căn số mấy vậy? Cũng là hàng xóm với nhau mà chào hỏi vài câu có chết đâu. Bà ở đâu phải hàng xóm của tôi? Chứ chỗ này không phải nhà cô hả? Là hàng ổ nhện của ông quỷ sứ đó. Tức là cố ý trộm cắp kim phá hoại rồi. Vậy tôi là đồng phạm hả? CCTV cũng đâu thấy gì. Chà, người cao quá thiệt lợi hả? Trời ơi, lúc nãy đi toilet đã chầm được tôi rồi còn gì. Người gì nhát gan thấy sợ. Cô cũng được quá ha. Rình đồ ăn cắp tới nhà của tôi luôn. Lúc nãy rõ ràng anh kêu tôi cho anh mà. Anh quên rồi hả? Quên mất rồi. Vậy cô cứ rình về đi. Tiền của chồng tôi tức là tiền của tôi. Tiền tôi ở hang ổ nhện kia tôi đập bể nó cũng không ai trách được. Tôi không tin thằng chả chỉ vì cái tivi mà báo cảnh sát bắt tôi. Cái tivi này 4K đó. Biết chắc là anh không có tiền mua rồi. Nè, có đúng là dùng điểm tích điểm để đổi không đó? Khi cái tivi mới được đưa đến nhà, ông tự tung tự tác chưa hỏi han gì, đem đi cho ả ranh kia rồi. Anh sợ thì đập bể nó đi, để cạn chướng mắt. Nói gì đừng bỏ ổn chứ. Về thôi, có hẹn đi ăn rồi. Tránh đường đi. Nè, còn chơi chơi đã sao, buông tay ra. Sao cũng được, cũng phải đưa tờ bảo lãnh ra chứ. Đừng rẽ mặt kêu vậy chứ, đưa hết cho anh rồi. Tan ca rồi hả? Rảnh rồi tôi lên coi tivi ha, bye bye. Bye bye. Bye bye. Nè. Nè, đó là chị hai của anh đó anh hai à. Anh chỉ ra về cũng đừng chọn giờ này chứ. Người ta chưa ly hôn đó. Hơn nữa tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn có phụ nữ thường xuyên ra vào trong nhà của chúng ta. Anh đói như vậy thì đi kiếm bạn gái chị Marin giới thiệu cho đi. Anh cô tôi là gì vậy? Đàn bà cũng khoái hả? Anh không mời vào, bọn họ tự động hiến dâng sao? Anh đừng lúc nào cũng đứng trên bậc thềm đạo đức mà phê bình tôi đó.
Anh còn dữ dằn hơn tôi. Thành xong vừa kêu ngủ chung lập tức bay qua liền. Tôi nói với anh cả N lần rồi, tôi là ngủ chung với cổ nhưng mà tôi không có quậy gì cổ hết. Tôi cũng nói N cộng lần rồi, tôi cũng rất muốn có gái nào đó quậy tôi nè, nhưng mà không có ai thèm đói hoài hết, đúng là mất mặt quá mà. Gì vậy, gì vậy? Làm gì nóng dữ vậy? Đột ngột bắt quả tang anh thôi mà, giỡn với anh một chút thôi, thằng khờ. Alo chị nữa. Được. Nhất trí vậy đi. Ừ, bye bye. Tôi vì đói không thèm chọn lựa, còn anh thì không bằng cầm thú. Mẹ, không nói với anh nữa, căng nước, điều nước đi. Nè, gần đây cậu rảnh sao rồi? Cũng bình thường. Xin chào, tôi là Tim, tôi vừa mới từ LA về. Vậy sợ người lạ vậy đứng ra đường luôn đi. Xin chào, tôi tên là Paul, mới từ Toronto về, có hứng thú xem ảo thuật không? Chào, còn không để anh bắt được em sao? Không ngại để anh mời mấy em muốn ly nước chứ. Cô quen hả? Cô quen không cũng đâu có sao. Cô hứng thú xem ảo thuật không đi? Xem đây, 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 đây. Đó, 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 đó. Nữa nè, nữa nè, nữa nè, nữa nè, nữa nè. Đó, quá hay. Thì hiểu không? Ảo thuật thì biểu diễn xong rồi. Bây giờ giới thiệu một chút về bản thân nha. Tôi tên Tim. Em tên Abby. Bobo. Sissy. Còn em này là Blackbird. Ngọc trai đen hả? Hoang dã quá ta. Sao vậy kìa? Chúng em là blogger. Blogger nem chưa nghe qua hả? À, em chính là blogger vũ trường đêm mà dạo này hit nhất có đúng không? Ngọc trai đen. Sao nói nhiều vậy? Cạn đi rồi hãy nói. Uống thì uống thôi. Wow. Anh cũng uống dữ quá chứ. À, thật ra thì anh cũng có cái tên rất khét tiếng là hẻm rượu Lan Quế Phường đó. Sao vậy? Bộ nghe mất mặt lắm hả? Đâu có mất mặt. Có lô xuất thà, có hứng thú thử không? Ai sợ ai chứ, thử thì thử. Ok. Chà, trông giống như màu nước vậy. 15-20. Được thôi, xí xăm nha. 5. Ê. Chà. Thôi uống 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 uống. Chết luôn. Uống uống uống. Hay quá. Uống uống. Nè, không được, đừng có ráng nha. Điền quá đi. Uống được mà. Hay quá. Nè. 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 Anh bạn, anh bạn. Anh bạn, chúng tôi đóng cửa rồi. Không mấy đứa con gái đâu hết trơn rồi. Tất cả đều về hết rồi. Các cô ấy còn nhờ tôi nói với anh là lần sau tới nhớ uống 2 viên thuốc giải rượu đó.